TSS Channel. Chương 4149, Thật giả đế trần. Chi thần giới thứ ba xuất động, chặn đứng thạch kỷ nương nương. Chi thần quân này là dòng chính của vị trường sinh bất tử giả thần giới kia. Mỗi một vị quân sĩ nắm giữ hoàn toàn giống nhau thần võ ấn ký, có thể vượt qua không gian, cùng hành tẩu tại thời gian trường hà. Thân thể và linh hồn của họ không tồn tại ở chiều không gian vũ trụ chân thật. Bởi vậy trong tinh không, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo thần võ ấn ký. Thần thông, thuật pháp, thần khí chiến binh, toàn bộ thông qua thần võ ấn ký điều động, quả thực chính là một chi thần quân ảnh tử, quỷ di gấp nhiều lần so với hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn cùng thần phù quân. Quân đoàn hàng tinh kỵ sĩ cùng thần phù quân nếu không phải được thế giới thụ gia trì, chi, chiến lực tuyệt đối so ra kém chi, thời không ảnh tử thần quân, này. Thạch kỷ nương nương có thể nói là giả tổ chiến lược hơn nhị quân thiên lúc trước một mảng lớn nhưng đối mặt với sự ngăn chặn của thời không ảnh tử thần quân lại không có biện pháp không thể nhanh chóng thoát thân thần quân là từ thời gian chiều không gian đem nàng chặn lại nàng sử dụng thần khí thời gian tuyệt đỉnh yêu ham cũng khó có thể phát huy tác dụng một khi mộ dung chúa tể đuổi theo cùng chi thần quân này hình thành vây kín thế hôm nay liền nguy hiểm thạch kỷ nương nương lúc này không có nửa phần lời biếng cùng chủ quan thường ngày, đôi mắt sáng người rực rỡ, tinh thần phấn chấn, năm ngón tay thon dài như tế của tay phải nặn ra ấn pháp, môi đỏ mọng khép lại, tha sơn chi thạch, vạn tinh chi chủ. Âm âm, tinh cầu nham thạch trong tinh hải giống như bị triệu hoán, nhao nhao quay cuồng. Sau đó dưới sự khống chế của nàng, đồng loạt đánh về phía thần võ ấn ký đầy trời. Trong những tinh cầu đá này, bao gồm các tiểu hành tinh có kích thước không đồng đều, tính theo hàng chục triệu, dày đặc. Một số thậm chí còn có sự sống. Những thần võ ấn ký kia tốc độ di động cực nhanh, loạn vũ như nhảy lên ở trong không gian, lại như vượt qua thời gian duy độ. Thạch kỳ nương nương thi triển, tha sơn chi thạch đại thuật, lại không đụng tới bọn chúng. Nhanh quá! Dưới thủy tổ, thạch kỳ nương nương chưa bao giờ thấy qua chuyện quỷ dị như vậy tựa như toàn lực ứng phó một quyền đánh vào trong không khí trong lòng sinh ra cảm giác thất bại mãnh liệt cái này khác với thua trong tay thủy tổ bởi vì nàng đã có tâm cao khí ngạo giống như thủy tổ nhìn xuống chúng sinh đều là con kiến hôi bên bờ tam đồ hà tu thần thiên thần hỏi đó rốt cuộc là thứ gì tốc độ di chuyển cũng quá nhanh căn bản không thể bắt không thể công kích thủy tổ cũng chỉ có thể bị động chịu đòn Thân thể cùng hồn linh không ở trong mảnh thời gian cùng không gian này, chỉ có một đạo thần võ ấn ký, không bị trở ngại, tốc độ di động tự nhiên cũng nhanh. Cũng giống như ý niệm của ngươi, ý niệm của ngươi nhanh bao nhiêu, có thể di động nhanh bấy nhiêu. Trương Nhược Trần cười cười, lại nói, nhưng thủy tổ chỉ có thể bị động chịu đòn, đánh giá quá cao chúng. Nói cho cùng, Thạch Kỳ tu vi cảnh giới còn kém một hơi, không có đạt tới chân chính thủy tổ cảnh giới tại trên đạo Pháp cùng quy tắc trật tự vận dụng, tự nhiên yếu một đoạn. Nếu không, nàng đã vượt qua thời gian cùng không gian duy độ, đem tu sĩ chi thần quân này đánh chết. Giả tổ, cuối cùng vẫn là giả tổ. Thủy tổ chân chính, không nói không gì không làm được, nhưng cũng không phải tu sĩ dưới thủy tổ có thể áp chế. Người ở dưới thủy tổ, không phải có chiến lược áp chế thủy tổ sao? Tu thần thiên thần nói. Trương Nhược Trần nói, ta không giống ta cổ kim nhất phẩm đồng cảnh vô địch ai có thể so với ta người bĩu môi làm gì không có a à. người rõ ràng chính là trong lòng khó chịu cảm thấy bổn đế tự biên tự diễn tự cho là đúng mà người lại chỉ có thể tự ti mặc cảm người lại bĩu môi còn cắn răng tu thần thiên thần môi thả lỏng nhìn về phía sau mấy trượng cao thoải trên sườn núi cổ xưa chạm dịch nói bọn họ đến rồi đưa bọn họ tới đây trương nhược trần thu hồi nụ cười trạm dịch xây dựng trên cổ thần lộ này chỉ cao có ba tầng chiếm diện tích mấy mẫu có vẻ cực kỳ đơn sơ nhưng vật liệu được sử dụng để xây dựng là phi thường với gỗ thiêng đồng đỏ và sắt huyền hàng vạn năm cũng sẽ không hư hỏng một vị cùng trương nhược trần bộ dạng giống nhau như đúc tuấn mỹ nam tử xuất lĩnh lão tử quỷ cùng ma điệp công chúa bị ngồi ở dịch trạm bên ngoài Liễm Hy chặn lại. Liễm Hy ngồi trên ghế dài, đội nón lụa tím, cầm đầu người gõ xuống đất. Từng luồng hồn vụ cùng lực nguyền rùa khô tử tuyệt lưu động trong không gian chung quanh. Khô tử tuyệt, loại nguyền rùa vạn ác này lại xuất hiện trong vũ trụ. Các hạ rốt cuộc thần thánh phương nào, tự mình hiện ra chân thân đi. Trương Nhược Trần, cực kỳ có cường độ khí độ, không có lập tức động thủ, rất có hứng thú, nhìn ngồi ở cổ thần lộ trung ương thần bí nữ tử. Lão tử quỷ cùng ma điệp công chúa đều là cường giả phi phàm, có thể nhìn ra người chặn đường tu vi bí hiểm khó lường, tuyệt đối là một tôn bán tổ. Thêm vào đối phương tinh thông khô từ tuyệt nguyên rùa, cũng càng gợi lên lòng hiếu kỳ nồng đậm của bọn họ. Lão tử quỷ tóc rối bù, mặt đỏ ửng, bị vây trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, lè lưỡi, không nói lời nào, chẳng lẽ là một người câm mặc kệ nàng, đi cứu thạch kỷ nương nương trước mới là chính sự. Nàng giao cho ta đi, các ngươi đi trước. Trên lưng ma điệp công chúa có cánh bướm lửa, dáng người nóng bỏng, nửa người trên chỉ mặc áo giáp ngực màu trắng bạc. Cổ thon dài cùng xương quay xanh gợi cảm đều lộ ra bên ngoài, vị trí bụng dưới bằng phẳng mà trắng như tuyết, thắt một cái đai lưng dây chuyền vàng treo đầy bảo thạch. Ngọn lửa trên người bùng cháy, ngăn cách lời nguyền khô tử tuyệt ra bên ngoài nàng gọi ra một kiện chiến binh giống như móc câu, quy tắc bán tổ giống như xúc tu dâu đỏ thẫm từ dưới chân, lan tràn về phía liễm hy. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy việc này cổ quái, nhắc nhở, cẩn thận một chút. Đối phương có thể suy tính trước chúng ta sẽ đi qua nơi này, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Liễm Hy ngẩng đầu, nhất thời hàn ý động lại thời không. Dừng tay, tu thần thiên thần chân dài bước nhanh, từ trong dịch trạm đi ra ngăn cản song phương dương cung bạt kiếm. Thấy tu thần thiên thần xuất hiện, Trương Nhược Trần, nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi, lập tức hướng trong trạm dịch nhìn lại, bên trong trống rỗng, cũng không thấy bóng dáng người nọ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão tử quỷ đầu óc choáng váng, không kịp phản ứng, quát lớn, tu thần, ngươi, ngươi không đi trợ giúp chỉ giao nữ hoàng đối kháng thần giới đại quân, trốn đến đây làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại trà trộn với bọn họ? Chư thần kiếm giới đều cho rằng ngươi đã chết. Tu thần thiên thần tức giận, hừ lạnh một tiếng. Lão tử quỷ nói, ngươi một cái khí linh thì biết cái gì? Lão phu cùng đế trần, còn có cô nương, cùng nhau làm đại sự đây. Cô nương? Cô nương nào? Tu thần thiên thần nghi hoặc hỏi. Cô nương chính là, lão tử còn chưa nói xong, đã bị trương nhược trần, cắt ngang, nói cô nương đương nhiên chính là thạch kỷ nương nương diệu ly nhìn thấy chủ nhân ngươi chính là loại thái độ này đã quên đau đớn đánh hồn tiên sao ngươi cũng quá không nghe lời xem ra bồn đế phải dạy dỗ ngươi chuyện bí mật như vậy cũng biết lòng hiếu kỳ của tu thần thiên thần đối với thân phận đế trần giả trước mắt tăng nhiều nhìn hắn ngông cuồng như thế trong mắt tu thần thiên thần lộ ra ý cười lạnh lùng lấy trầm uyên thần kiếm ra tiện tay ném ra ngoài. Chanh, trầm uyên thần kiếm ở giữa không trung xoay tròn một vòng, mũi kiếm chạm đất, cắm ở trước mặt, trương nhược trần, lão tử quỷ, ma điệp công chúa ba người. Ngươi là đế trần, vậy đây là chiến kiếm của ai? Ngươi dám cầm kiếm này sao? Tu thần thiên thần nhìn ba người hoặc kinh dị, hoặc hoảng sợ, hoặc nhắm mắt u thán vẻ mặt, lúc này mới xoay người hướng trong dịch trạm đi đến, nói, theo sau đi đế trần chờ các ngươi đã lâu. Lão tử quỷ cả người giật mình, rượu trong nháy mắt tỉnh lại, nhìn về phía, trương nhược trần, phảng phất lập tức hiểu được tất cả mọi chuyện. Hóa ra đó là đồ giả. Gió thổi qua, nón lụa tím của cô gái trên ghế dài đối diện, bị thổi bay một góc, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ mà trong trẻo nhưng lạnh lùng của liễm hy. Trương nhược trần, cùng ma điệp công chúa liếc nhau, buông tha cho ý nghĩ phân tán bỏ chạy. Ma điệp công chúa đem thiên hỏa phóng ra, thu hồi trong cơ thể, giấu ở dưới da thịt ngưng trắng, nói. Đi thôi, hắn lại không ăn thịt người. Rất nhiều năm không gặp hắn, hôm nay ngược lại rất muốn biết hắn thăng chức thủy tổ phong thái tuyệt thế như thế nào. Trên mặt nước Tam Đồ Hà hiện ra hình ảnh mới. Thạch kỳ, ngươi đã trốn không thoát. Mộ dung chúa tể đuổi theo. Nhưng cũng không tới gần thạch kỳ nương nương, đứng ở ngoài ức giảm hai con mắt của hắn, bay vào trong hư không. Tinh thần lực thúc giục hai đạo tổ phù giấu trong nhãn cầu đến cực hạn. Bách điểu hành hương tổ phù, lơ lửng ở bên trái hư không, chiếm cứ phương viên ngàn vạn dặm không gian. Phù văn ngưng tụ thành các loại thần điểu, xoay tròn bàn bay, hình thành một cái so với hàng tinh sáng người mấy chục vạn lần vòng xoáy. Vạn thú tổ phù, thì là bị mộ dung chúa tể tay phải nâng lên, long hồ, sư báo, xà hạt, côn bằng, mỗi một con phù thú đều tức nuốt tinh hà, tiếng hô rung trời động đất. Sắc mặt thạch kỳ nương nương trở nên trầm lắng. Mộ dung chúa tể này hai đạo tổ phù cũng không đơn giản, một khi cùng nhãn cầu cùng nhau nổ tung, đủ có thể đem nàng trọng thương nặng chiến lực tổn hại lớn. Hôm nay thật sự phải gãy ở chỗ này sao? Hắc ám vĩnh hằng, thạch kỳ nương nương một lần nữa kết ấn, dưới chân một tòa nặng nề mà mênh mông hắc ám thế giới nhanh chóng kéo dài ra là hắc ám vật chất ngưng kết mà thành nuốt lấy trong vũ trụ hết thảy ánh sáng cùng nhiệt đại lượng hắc ám áo nghĩa cùng hắc ám trật tự hóa thành giao long hình thái đem mấy ngàn vạn dặm không gian bao phủ lấy hắc ám áo nghĩa che giấu nàng chính xác không gian vị trí đem xung quanh thiên địa hóa thành một mảnh vĩnh hằng hắc ám thủy tổ trật tự tràng chỉ cần không bị tinh thần lực của mộ dung chúa tể khóa chặt năng lượng hủy diệt kích nổ tổ phù có đáng sợ hơn nữa nàng đều có nắm chắc chạy thoát. Mộ dung chúa tể nhíu mày, đem tinh thần lực 95 giai dung nhập vào sóng âm, từng chữ giống như sấm sét diệt thế. Thạch kỳ, minh tổ đã chết, thì yểm càng là thịt cá trên bản thần giới, người tội gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu ngươi dân ra thần nguyên, lão phu có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Mộ dung chúa tể kiên kỵ, không phải vĩnh hằng hắc ám thủy tổ trật tự tràng mà là sợ hãi, thạch kỷ nương nương lâm vào tuyệt cảnh, tự bạo thần nguyên, ngọc nát đá tan, đưa hắn mang đi. Ta đều dâng ra thần nguyên, còn có thể có giá trị gì? Không có giá trị, tính mạng ở đâu ra? Ngay sau đó, thanh âm ngọt ngào dễ nghe của thạch kỷ nương nương lại từ trong bóng tối chuyển đến. Hơn nữa, người thật sự cảm thấy, ăn chắc ta rồi. Mộ dung chúa tể lo lắng kéo dài xuống sẽ phát sinh biến số. Vì thế, hướng những thần võ ấn ký lơ lửng ở trong tinh không phất tay để thời không ảnh tử thần quân đánh tiền trận bất ngờ một mảnh màu xanh tinh vân từ trống rỗng mà hắc ám thâm không nhanh chóng vọt tới nương nương tự coi nhẹ mình mỹ mạo của ngươi cùng đế trần đạo pháp bình thường đều là cổ kim đệ nhất phẩm có thể so với thủy tổ thần nguyên càng có giá trị lấy lão phu xem mộ dung chúa tể đại nhân cũng là khổ sở mỹ nhân quan lão nghiêu tư xuân nhị quân thiên cùng một đầu thanh lộc, khống chế vô biên vô hạn màu xanh tinh vân, rất nhanh xuất hiện đến phía trên những thần võ ấn ký kia, muốn đem toàn bộ thời không ảnh tử thần quân đều nuốt hết vào. Vừa rồi, chính là con thanh lộc kia đang nói tiếng người. Hết chương 4149 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.